Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương Anh Chị Channel. Ahn Jae Hyun bất ngờ bị thương hiệu thời trang Giordano xóa hết hình ảnh quảng bá. Nhãn hiệu Giordano đang bị cáo buộc giữ khoảng cách của mình khỏi Ahn Jae Hyun sau những tranh cãi xung quanh vụ ly dị từ Goo Hye Sun. Vào ngày 23 tháng 8, công ty quần áo nhãn hiệu thời trang Giordano đã báo cáo đã xóa và gỡ bỏ tất cả các bức ảnh của Ahn Jae Hyun, bao gồm những bức ảnh của anh trong vai trò là người mẫu thu đông mới nhất cho thương hiệu. Ahn Jae Hyun hiện không được tìm thấy trên các trang truyền thông xã hội của Giordano. Một nguồn tin từ Giordano được cho là đã gửi một thông báo tới tất cả các cửa hàng của mình với các hướng dẫn để gỡ bỏ tất cả các hình ảnh liên quan tới Ahn Jae Hyun trong các shop thời trang của họ. Các cửa hàng được cho là tuân thủ nội dung của thông báo. Vào ngày 22 tháng 8, thương hiệu mỹ phẩm có chủ đề đám cưới McPhillips tuyên bố sẽ xóa tất cả các quảng cáo có Ahn Jae Hyun và tiết lộ rằng họ sẽ không yêu cầu nam diễn viên bồi thường thiệt hại. Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã gây chú ý kể từ ngày 18 tháng 8 với những tuyên bố mâu thuẫn về việc ly hôn và thông tin cá nhân và các vấn đề nội bộ trong cuộc hôn nhân của họ.